Nữ ca sĩ Đài Loan qua đời ở tuổi 35. Châu Lịch Sầm qua đời đột ngột, khiến Trần Kiều Ân và các đồng nghiệp cũ bàng hoàng. Trước đây, cô từng hoạt động ở nhóm nhạc 7 Flower. Ngày 4 tháng 7, ETTODAI đưa tin Châu Lịch Sầm ra đi vĩnh viễn ở tuổi 35, gia đình không chia sẻ nguyên nhân cô qua đời. Tuy nhiên, một số nguồn tin cho biết Châu Lịch Sầm mất vì bạo bệnh. Tang lễ của cố nghệ sĩ được tổ chức riêng tư. Trên trang cá nhân, Trần Kiều Ân thể hiện sự đau lòng trước sự ra đi đột ngột của đồng nghiệp thân thiết, mãi mãi nhớ bạn, mãi mãi yêu bạn. Do không có mặt ở Trung Quốc đại lục, nữ diễn viên đã nhờ ông xã Alan tặng vĩ xương thay cô mang vòng hoa đến lễ viếng của Châu Lịch Sầm. Châu Lịch Sầm, nghệ danh Tử Tử, sinh năm 1988, từng là thành viên của nhóm nhạc thần tượng nữ 7 Flower, trong đó có Trần Kiều Ân. Không chỉ ca hát, các thành viên của 7 Flower còn có cơ hội diễn xuất trong Nghìn Vàng Tiểu Thư, Hoàng Tử Ếch, Quân Y Thảo. Sau một năm hoạt động, Châu Lịch Sầm buộc phải rời nhóm sau khi vướng tin đồn tình ái với nam ca sĩ Toro. Kể từ đó, Châu Lịch Sầm rút khỏi showbiz, âm thầm lập gia đình. Theo ETTODAI, trước khi mất, cô có cuộc hôn nhân hạnh phúc bên chồng và hai con. Gia đình Châu Lịch Sầm sống ở Đông Quản, Quảng Đông, Trung Quốc. Dù không còn hoạt động nghệ thuật, Châu Lịch Sầm vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với đồng nghiệp trong giới, đặc biệt với các thành viên của nhóm 7 Flower.